Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Môi trường xanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Trong chuyên mục ngày hôm nay có các nội dung chính sau. Trong mục tiêu điểm là phóng sự đảm bảo cung cấp nước sạch mùa nắng nóng. Tiếp đó trong mục chuyển động là những hình ảnh đẹp trong chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 2024. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin đáng quan tâm trong mục Môi trường quanh ta. Thưa quý vị và các bạn, môi trường là một trong những tiêu chí cần thiết và quan trọng trong bộ tiêu chí quốc gia của chương trình xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm thực hiện công tác vệ sinh môi trường, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Để duy trì bền vững các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, các cấp ngành của tỉnh Thái Nguyên đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường ngay ở các hộ gia đình và cộng đồng dân cư, lồng ghép nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với thực hiện hương ước, quy ước trong giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc cây xanh, tạo môi trường trong lành và cảnh quan xanh sạch đẹp. Có thể thấy, việc giữ gìn vệ sinh môi trường không chỉ là nhiệm vụ của riêng các đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường, mà còn là sự tham gia và quan tâm chung của toàn xã hội, của các cấp, ngành và của mỗi tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, tiêu chí môi trường không những được duy trì, nâng cao, mà còn góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng khởi sắc, trở thành những vùng quê đáng sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Bình vừa ra mắt mô hình tuyến đường không rác tại xã Điềm Thụy. Mô hình có 110 thành viên là hội viên, hội phụ nữ tham gia, huy động số tiền ủng hộ gần 40 triệu đồng. Mô hình nhằm phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức hội cùng toàn thể nhân dân tham gia bảo vệ môi trường sống, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng đô thị sạch đẹp, văn minh. Thông qua việc thực hiện mô hình tuyến đường không rác do phụ nữ làm nòng cốt, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, gia đình, cộng đồng dân cư và thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, việc hoàn thổ khôi phục lại mặt bằng hiện trạng khai trường sau khi kết thúc khai thác là nghĩa vụ bắt buộc của các đơn vị nhằm giảm thiểu tối đa việc hoang hóa, rửa trôi, xói mòn tài nguyên đất và phục hồi lại màu xanh cho đất. Song hành với quá trình sản xuất, quá trình này đang được tích cực thực hiện ở khai trường công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo. Với tổng diện tích trên 600 ha, hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường được đơn vị này thực hiện song song với quá trình xây dựng cơ bản và khai thác từ năm 2021. Đến nay, công ty đã tiến hành hoàn thổ được gần 80% diện tích đất đã đổ thải. Việc duy trì các hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường thường xuyên của đơn vị đã giúp phủ xanh, chống xói mòn đất, giảm thiểu bụi, ảnh hưởng tới cộng đồng. Ngoài ra, diện tích được trồng cây phủ xanh còn có ý nghĩa trong việc hấp thụ khí CO2, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, cùng chung tay hướng tới mục tiêu Net Zero năm 2050 mà chính phủ Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Hoạt động cải tạo phục hồi môi trường sẽ được công ty thực hiện cho đến khi kết thúc khai thác và hoàn thành các thủ tục đóng cửa mỏ được cơ quan quản lý xác nhận phê duyệt. Đây không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo vệ môi trường chung trong bối cảnh môi trường đất đang ngày càng suy giảm như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, mật độ dân cư tăng cộng với tình trạng nắng nóng kéo dài vào mùa hè dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng cao. Nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân, các đơn vị sản xuất nước sạch trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cả số lượng và chất lượng nước tới người sử dụng. Vào những tháng mùa hè thường xảy ra nhiều đợt nắng nóng kéo dài, theo đó nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt có một số thời điểm tăng đột biến. Để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho người dân trong mùa hè, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cấp nước mùa nắng nóng trong toàn hệ thống. Tháng 10 năm 2023, công ty đã đưa thêm nhà máy nước Nam Núi Cốc tại xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên đi vào hoạt động với công suất 50.000 mét khối một ngày đêm. Cùng với đó, công ty tập trung chỉ đạo các xí nghiệp xây dựng phương án cấp nước chi tiết cho từng khu vực, đảm bảo duy trì nguồn nước ổn định liên tục, tăng cường kiểm tra chất lượng nước đầu vào, đầu ra, chú trọng bảo dưỡng máy móc, dự phòng vật tư, chuẩn bị nhân lực, vật lực
sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách hàng 24/24 giờ. Bên cạnh đó, công ty đã chủ động bảo dưỡng hệ thống thiết bị sản xuất, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình quản lý, kiểm soát chất lượng nước đầu ra, đạt chất lượng. Để đảm bảo cái chất lượng nước phục vụ khách hàng tại khu vực thành phố Thái Nguyên, sông Công, Phổ Yên và các khu vực lân cận trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, công ty luôn luôn chú trọng về đặc biệt về cái chất lượng. Thì ngay từ cái khâu mà kiểm soát chất lượng nước đầu vào đến các cái khâu mà trong quy trình sản xuất là công ty là cực kỳ quan trọng nhằm đảm bảo cái chất lượng nước theo đúng cái quy chuẩn 01 năm 2022 của Ủy ban dân tỉnh quy định. Còn tại nhà máy nước sạch Yên Bình có công suất thiết kế 150.000 mét khối một ngày đêm, hiện đang cung cấp nước sạch cho các đơn vị sản xuất tại tổ hợp công nghiệp đô thị dịch vụ Yên Bình. Nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch tăng cao trong mùa hè này, nhà máy thường xuyên kiểm tra, theo dõi áp lực để đảm bảo duy trì đủ áp lực, cung cấp nước ổn định và đủ lưu lượng cho khách hàng, lắp đặt các điểm giám sát online để theo dõi áp lực, lưu lượng trực tuyến, kịp thời phát hiện, khắc phục rò rỉ và những nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng cung ứng nước, triển khai bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy bơm, bể chứa, bể lọc, các tuyến ống, đảm bảo chất lượng nguồn nước. Để kiểm soát cái chất lượng nước cấp cho khách hàng, ngoài các cái trạm quan trắc tự động online 24/24, thì các ca vận hành thường xuyên kiểm tra, làm thí nghiệm để kiểm soát cái chất lượng nước. Hàng tháng, nhà máy phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Thái Nguyên lấy mẫu nước sạch tại 3 vị trí đầu, giữa và cuối mạng để làm thí nghiệm theo tiêu chuẩn A. Hàng năm sẽ phối hợp với Viện Sức khỏe nghề nghiệp lấy mẫu nước sạch chỉ tiêu B 2 lần một lần. Thông thường vào mùa nắng nóng hàng năm, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tăng trung bình khoảng từ 15 đến 20% so với các mùa khác trong năm. Mức độ tăng tùy thuộc vào từng thời điểm cũng như mức độ các đợt nắng nóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, năm 2024 nắng nóng đến sớm hơn, nền nhiệt cao hơn, số đợt nắng nóng nhiều hơn so với trung bình hàng năm. Do vậy, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân cũng tăng lên. Chính vì vậy, bên cạnh nỗ lực của các đơn vị cấp nước, mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức sử dụng nước sạch, tài nguyên thiên nhiên hữu hạn, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn. Và đó cũng chính là góp phần bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Môi trường Thế giới năm 2024 với chủ đề Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa, với mục đích tập trung sự chú ý của các nước trên thế giới về tầm quan trọng của môi trường, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mới đây, Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 2024 tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ với những hoạt động cụ thể, thiết thực. Đoàn thanh niên xã Khe Mo chúng tôi đã thường xuyên tham gia thu gom rác thải trên tuyến đường thanh niên tự quản và chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, đặc biệt là nêu gương đi đầu, sau đó là tuyên truyền tới toàn bộ đoàn viên thanh niên và các em thiếu niên nhi đồng, lan tỏa đến từng nhân dân. Thank you.
Chuyên mục Môi trường xanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.